Thưa sư, chỉ nếu chỉ vì mục đích bảo vệ tăng đoàn, vậy nếu người đồng tính đã xuất gia, rời xa gia đình, thọ giới tỳ kheo và sống một mình, tu tập một mình cho đến khi chứng đắc đạo quả thì có được phép thì được phép phải không? Vì đồng tính theo khoa học ngày nay chứng minh là có thể do bẩm sinh, nếu vậy thì đây không phải tội lỗi gì quá kinh khủng để mà không được phép tu tập nhằm mục đích giải thoát. Vì đến những người như ngài Vô Nã Angulimala giết 100 người còn có thể tu tập giải thoát, chứng đắc được. Quý vị có một sự hiểu lầm, có một sự hiểu lầm. Thứ nhất á, là sư không có kỳ thị gì đối với cái người đồng tính, mà sư chỉ trình bày một sự thật. Đó là theo tạng luật thì Đức Phật không có cho những người như vậy xuất gia và tồn tại ở trong tăng đoàn. Tuy nhiên, có nghĩa là xuất gia thọ giới tỳ kheo á. Còn nếu như quý vị muốn sống một đời sống không nhà, muốn sống một đời sống tu sĩ thì không ai cấm quý vị hết. Không ai cấm quý vị sống một đời sống không nhà, một đời sống tu sĩ không ai cấm. Dù quý vị là người như thế nào đi chăng nữa, đâu có ai có quyền gì mà cấm quý vị. Rồi quý vị có muốn noi theo cái giới 227 giới của tỳ kheo, quý vị muốn noi theo thì cũng không ai cấm quý vị. Không ai cấm hết. Chẳng qua là quý vị không phải tỳ kheo thôi. Và không phải là tỳ kheo thì không có nên mạo nhận tỳ kheo. Và theo tạng luật ấy, một cái người mà đồng tính mà xuất gia, dù cho người đó có giấu giếm đi chăng nữa, có cố ý giấu giếm đi chăng nữa, mà lừa dối bằng hoặc là bằng cách nào đó qua mặt được, hoặc là những cái vị mà cho thọ giới đó, các vị đó biết mà vẫn cho thọ giới, thì trong trường hợp đó cái giới cũng không thành tựu. À, trong trường hợp đó giới cũng không thành tựu. Ngoài cái người đồng tính ra đó thì còn có một số đối tượng nữa, ví dụ như cái người không phải loài người, ví dụ như là loài thú, có những cái con rồng đấy, nó có thần thông đó, nó biến thành người đấy, nhưng mà vẫn không có được thọ đại giới tỳ kheo. Hoặc là cái người mà bị cụt tay cụt chân cũng không có được thọ đại giới tỳ kheo. Cái người mà bị các cái bệnh, một số cái bệnh truyền nhiễm được Đức Phật đề cập đến ở trong tạng luật cũng không được thọ giới. Nói như vậy không có nghĩa là có sự kỳ thị ở đây, không phải như vậy, mà sư chỉ trình bày ở cái khía cạnh là sự thật thôi. Tức là khi mà Đức Phật không cho như vậy đó thì chúng ta cũng không có nên miễn cưỡng, bởi vì miễn cưỡng cũng không có thành tựu được. Tuy nhiên không ai cấm quý vị sống một đời sống không gia đình, không ai cấm quý vị sống một đời sống ẩn cư, không ai cấm quý vị sống một đời sống đạo hạnh, không có ai cấm. Không ai cấm. Nếu mà quý vị muốn thì vẫn hoàn toàn có thể là rời gia đình, sống một đời sống không nhà, thì quý vị cứ thử đi, nói cứ thử đi. Có đôi khi á, cái tâm của chúng ta, cái tâm lý của chúng ta đó, cái thời buổi ban đầu nó rất là nhiệt huyết, nhưng mà cứ thử đi, cứ tu một thời gian đi, rồi quý vị sẽ thấy những vấn đề của mình. Một lần nữa sư nói không phải ở đây là không phải là do sư kỳ thị nha, không phải do sư kỳ thị, nhưng mà trong số những người đồng tính mà sư tiếp xúc á, thì sư thấy rằng cái vấn đề của họ nó nhiều hơn cái vấn đề của một người nam bình thường. Chẳng hạn như các dục của họ đó nó nặng hơn là những người nam bình thường, và họ có nhiều vấn đề hơn. Sư chỉ trình bày một sự thật đối với những người mà sư đã từng tiếp xúc, sư đã từng gặp thôi. Họ có một vài cái vấn đề mà một người nam bình thường họ sẽ không có đấy. Và nếu như những cái vấn đề người nam cũng có mà họ cũng có thì họ thường là họ nhiều hơn. Đương nhiên quý vị có thể ít hơn, quý vị có thể tu tập giỏi hơn, quý vị có cái tự tin về cái khả năng tu tập của mình, thì không có ai cấm quý vị ha, không ai cấm quý vị xuất gia sống một đời sống không gia đình, tu tập một mình cho đến khi chứng đắc đạo quả thì không ai cấm, không ai cấm. Chỉ có điều sư lặp lại một lần nữa và nhấn mạnh một lần nữa, Đức Thế Tôn đã quy định, Đức Thế Tôn đã quy định và luôn luôn ngài có tâm từ đối với chúng sanh. Nhưng mà trong một vài trường hợp thì ngài đã quy định một cách rất là rõ ràng, đó là dù cho có cố ý thọ giới đi chăng nữa thì nó cũng không thành tựu, cũng không thể thành tựu được.
Có nghĩa là dù chư tăng có thương quý vị đi chăng nữa, có thương đến đâu đi chăng nữa, cố mà cho quý vị xuất gia, cố cho quý vị thọ giới thì nó cũng không thành tựu được. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó, chứ không phải là bất công hoặc là thiên vị, hoặc là có một cái nhìn thiên lệch về quý vị thì không phải ha. Nên hiểu như vậy. Đấy. Và không nên lấy cái vấn đề của người khác để đem biện minh cho vấn đề của mình, bởi vì vấn đề của mỗi người là khác nhau. Vấn đề của mỗi người là khác nhau. Giả như, xin nói giả như mà ngài Angulimala đó, cái người mà ngài giết á là cha hoặc là mẹ, thì dù chỉ giết một người thôi thì cũng không thể xuất gia được. Nhưng mà do ngài không phải giết cha, không phải giết mẹ, cho nên là ngài vẫn còn có cơ hội. Do đó mình không nên lấy cái vấn đề của cái người này để mà áp vào vấn đề của mình, để giải thích cho vấn đề của mình không không đúng. À, xin lấy ví dụ như một người mà bị đau bao tử, nhưng mà thì quý vị có thể nói là tại sao cái người đau bao tử đó họ vẫn ăn đồ ngọt được, mà tôi chỉ bị tiểu đường à. Tôi nhìn có vẻ là tôi là khỏe hơn người đau bao tử, tôi chỉ bị tiểu đường thôi, tôi có vấn đề gì đâu mà tại sao tôi không ăn đồ ngọt được. Quý vị hiểu không? Cái bản chất nó khác nhau. Cho nên là không nên lấy vấn đề của mình hoặc là vấn đề của người khác để mà so sánh với nhau, thì cái điều đó là điều không nên.